Thực sự để mà dẫn dắt người đứng đầu cực kỳ khó. Mà muốn dẫn đầu thì chúng ta phải thay đổi cả về tư duy và hành động. Và thực sự là tôi rất là vui mừng là đến bây giờ tất cả nhân viên mình đã bắt đầu hiểu được là khi chúng ta thay đổi tích cực thì kết quả sẽ tích cực. Ngày 15 tháng 7, một ngày bình thường với tất cả mọi người, nhưng với vị giám đốc này lại là cột mốc lịch sử đáng nhớ. Chính vào thời khắc này cách đây 20 năm, tại thành phố Giang Nam xinh đẹp, một thương hiệu bệnh viện thẩm mỹ mang tên Yongwon ra đời và phát triển ngày càng lớn mạnh. Mối lương duyên bắt đầu vào năm 2006, bác sĩ Tú Dung gặp được người thầy định mệnh của đời mình, tiến sĩ bác sĩ Man Kunser. Sự gắn kết giữa họ không chỉ dừng lại ở mối quan hệ thầy trò. Vượt qua sự khác biệt về quốc tịch, ngôn ngữ, họ trở thành tri kỷ và đều mang chung một khát vọng đưa thương hiệu bệnh viện Yongwon phát triển lớn mạnh ở Việt Nam và cả toàn cầu. Năm 2010, viên gạch đầu tiên của thương hiệu danh tiếng này đã chính thức có mặt tại Việt Nam với tên gọi Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Năm 2015, thương hiệu JW chính thức mở văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ để kết nối với các kiều bào tiếp cận gần hơn với những công nghệ làm đẹp tân tiến và đẳng cấp. Năm 2016, JW chính thức chuyển mình từ Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ thành Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc tiêu chuẩn 5 sao tiên phong tại Việt Nam dưới sự chứng nhận của nguyên Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và các quan chức cấp cao Bộ Y tế. Đây được xem là một dấu son vang dội trong lịch sử hình thành và phát triển của thương hiệu JW. Đánh dấu cho một thương hiệu vươn tầm quốc tế, năm 2017, tại hội nghị PRS ở Hàn Quốc, bài báo cáo chuyên sâu về tạo hình khuôn mặt của bác sĩ Tú Dung được hơn 1.000 chuyên gia thẩm mỹ nổi tiếng thế giới đánh giá cao. Tháng 10 năm 2018, tiến sĩ bác sĩ Tú Dung tham gia hội nghị PRS Korea 2018 với vai trò đồng giữ chức chủ tịch. Đây là hội nghị quốc tế có quy mô và uy tín nhất về tạo hình thẩm mỹ được tổ chức thường niên tại Hàn Quốc. Thật vinh dự khi bác sĩ Tú Dung là chuyên gia người Việt đầu tiên tham gia báo cáo tại hội nghị tạo hình thẩm mỹ quốc tế ISAPS Miami Hoa Kỳ 2018. Một hội nghị tầm cỡ cho thấy năng lực bác sĩ thẩm mỹ Việt Nam ngang tầm với các bác sĩ ở các quốc gia tiên tiến khác, mở ra một con đường hội nhập mới cho thương hiệu JW. Với triết lý sống, bứt phá giới hạn, bác sĩ Tú Dung vinh dự là bác sĩ Việt Nam đầu tiên cùng với 85 giáo sư, bác sĩ đầu ngành thẩm mỹ thế giới tham gia chắp bút cho cuốn sách Orthopedic Techniques in Plastic Surgery. Cuốn sách được xuất bản tại Mỹ là nền tảng quan trọng cho người đam mê phẫu thuật tạo hình trên toàn thế giới. Năm 2019, bác sĩ Tú Dung vinh dự là bác sĩ Việt Nam đầu tiên tham gia sáng lập Hội Tạo hình Thẩm mỹ Mũi Châu Á RSA với cương vị là thư ký quốc gia của RSA tại Hàn Quốc. Bằng sự thấu cảm đối với những mảnh đời khó khăn, mắc khiếm khuyết ngoại hình, bác sĩ Tú Dung đã quyết định thực hiện một chương trình nhân văn với tên gọi Chia nụ cười, sẻ cảm thông, với thông điệp hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho những ai không có điều kiện. Nhờ hưởng ứng tích cực của cộng đồng, chương trình Chia nụ cười, sẻ cảm thông bước sang một kỷ nguyên mới với tên gọi Nhan sắc mới, khởi đầu mới, mang một sứ mệnh lớn hơn giúp những người khiếm khuyết không chỉ có diện mạo mới, mà hơn thế nữa là tạo ra một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, mở ra cho họ một cơ hội tái hòa nhập cộng đồng. Năm 2019, chương trình thiện nguyện Nhan sắc mới, khởi đầu mới nhanh chóng lan tỏa muôn nơi và nhận được nhiều phản hồi tích cực của giới nghệ sĩ, chuyên gia và cộng đồng. Hoạt động cộng đồng của Bệnh viện JW được mở rộng hơn khi tham gia tài trợ Quỹ học bổng Vừa A Dính, Quỹ Thắp sáng ước mơ, chương trình tài trợ học bổng cho sinh viên Trường Đại học Y Dược suốt 6 năm, trao học bổng khuyến học quận nhất, nâng bước thủ khoa do báo Tiền Phong tổ chức. Bước vào kỷ nguyên mới năm 2020, khi toàn thế giới rơi vào thời cuộc khó khăn vô cùng, mọi quốc gia đều gồng mình chống chọi với đại dịch Covid-19. Nhưng những trái tim nhiệt huyết của Bệnh viện JW vẫn say mê trong hành trình, chuyến xe chia sẻ,
mang những bao gạo nghĩa tình đến từng xóm nghèo để trao tặng cho những người đang gặp khó khăn trong đại dịch. Không những thế, với khao khát vượt qua thách thức, mang đến hạnh phúc cho bệnh nhân, bác sĩ Tú Dung miệt mài với những nghiên cứu y khoa, tạo ra những giá trị đẹp cho đời. Hai bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế chính là minh chứng cho những thành tựu mà Bệnh viện JW đã đạt được trong năm 2017. Đặc biệt, năm 2019 là năm thứ 3 Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc nằm ở vị trí top 1 Bệnh viện Thẩm mỹ chất lượng được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố. Thực tâm với tôi thì để có một thương hiệu trái tim nhà hôm nay, cả một tập thể, cả về trí tuệ và trái tim rất nhiệt huyết của chúng ta có ngày hôm nay. À, người ta nói là con tim có cái tâm, thì cái tâm thì tôi nghĩ ai cũng có hết, nhưng mà không có nhiệt huyết thì không thể thành công được. Bác sĩ Tú Dung với trái tim yêu thương quan niệm, JW không bỏ lại một ai. Ông vẫn đảm bảo việc làm ổn định cho hơn 200 nhân viên trong mùa Covid-19. Thật tâm tôi không muốn từ bỏ ai trong hoàn cảnh này. Chúng ta phải có một niềm tin, bởi niềm tin là sức mạnh bứt phá mọi giới hạn. Trong cái thời điểm khó khăn này, khi mà vận hành một bệnh viện cũng tương đối là lớn này, rất lớn về nhân sự, tất cả ngưng trệ hoàn toàn. Bây giờ có thể nếu mà để tồn tại, chúng ta phải cắt giảm nhân sự ít nhất 50%. Nhưng mà thật sự tôi là một người đi từ bàn tay trắng, và tôi có ngày hôm nay là cũng nhờ mọi người. Họ luôn nhiệt huyết cùng xây dựng một cái thương hiệu như hôm nay. Người ta nhìn tôi một ánh mắt rất là lo lắng, và tôi đã trằn trọc nhiều. Và tôi suy nghĩ rằng là tôi sẽ cố gắng giữ tất cả mọi người qua mùa đại dịch này. Chúng ta tin rằng nếu chúng ta cố gắng, chúng ta niềm tin thì chắc chắn mọi thứ sẽ qua. Với quan điểm nhân sự là yếu tố cốt lõi để xây dựng một doanh nghiệp phát triển, nên mỗi năm ban lãnh đạo đều tổ chức các chương trình nghỉ dưỡng tại các khu resort 5 sao. Hoạt động này giúp tập thể nhân viên được tái tạo năng lượng và tiếp tục chinh phục những thành công mới. Để chúc mừng cho những thành tựu đã đạt được, tập thể nhân viên JW được hưởng một kỳ nghỉ tại bãi biển Long Hải. Cùng kề vai, hát khúc quần hành và nạp đầy năng lượng để tiếp tục hành trình chinh phục tầm cao mới. Trước khi khép lại năm 2018 rực rỡ, tập thể bệnh viện JW đã có một chuyến du lịch và nghỉ dưỡng đặc biệt tại Ocean Miami Villas and Beach Club. Ở đây cũng được 10 năm rồi và gần như tuổi thanh xuân của mình gắn bó với nơi này. Có lúc mình làm từ 1 đến 2 giờ sáng, nhưng mình cảm thấy rất vui, hạnh phúc khi được sống hết mình cùng JW. JW như mái nhà thứ hai của mình. Em thấy môi trường làm việc ở JW rất là phù hợp cho những người trẻ như chúng em. Tuy là em chỉ mới vô JW được 2 tháng thôi, nhưng mà em cảm thấy là tất cả các level của em đều đã được nâng cao hết rồi.